Bấm sapho.com. Sapho.com. Nó không có ra gì hết. Chương trình thử thách cấm sợ hãi. À thật ra là nó tên là thử thách cấm giật mình. Để chỉnh chú áo vũ lại coi. Rồi. Rồi nhá. Bây giờ chúng ta hãy cùng thật bình tĩnh. Calm down man. Mang tay phone vào. Đấy. Chú chú được thật. Bây giờ sẽ cùng tôi với chương trình thử thách cấm giật mình. Chúng ta bắt đầu ngay sau đây. Xem cái video này có gì mà nó kêu là cấm giật mình. Đừng có nói là hù tôi nha. Đầu tiên thì nó đã cảnh báo. Theo thống kê trên thế giới có 100 người xem video này là lần đầu tiên. Thì có tới 99 người giật mình. Bây giật mình thì có phạt gì không? Phạt cái gì bây giờ ta? Nếu mà tôi giật mình thì tôi sẽ phải nhảy bài Chicken Dance ở trên livestream của mình, hiểu chưa? Tôi cũng đang rất là run đây, không biết là trong cái video này có gì. Tầm 2 phút thôi mà lại khiến 99 người trong 100 người phải giật mình. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Mọi người cũng phải nhấc tay phone lên nhá. Tôi sẽ cố gắng hết sức không giật mình. Ok. 5 giây, 6 giây trôi qua và chưa có gì hết. Thấy một căn nhà. Đố bạn tìm thấy cô gái trong bức ảnh này. Cô gái trong bức ảnh này hả? Trời má, có ai đâu ta? Đừng nói ma nha. Đừng nói hiện hình nha, đừng hôn tôi. Thà cái ảnh lặng á thì được. Hãy tập trung nhìn vào những điểm nổi bật nhất. Cái cánh cửa này, cánh cửa nào? Ok, nhìn vào cánh cửa và không thấy gì hết, thấy một cái miếng vải và một cái trụ. Tôi bấm thử rồi, mấy ông lừa tôi, mấy ông để cái hình ma kiểu giống như là wow, giống như là kiểu con siêu nhân gao nó xuất hiện vậy á. Thôi ghê lắm, không coi nữa đâu. Có cái gì mà nó nhẹ không? Có gì kiểu nó nhẹ xuống xíu không? Mà sợ vậy. Thôi được rồi, tôi sẽ tặng cho mấy ông bài Chicken Dance.